Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014-2015, trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ thành phố Hòa Bình đã đạt tới 40 giải, trong đó có một giải nhất môn sinh học thuộc về em Nguyễn Việt Tiến, học sinh lớp 12 chuyên sinh. Đây cũng là giải nhất quốc gia đầu tiên từ năm 2006 đến nay ở tỉnh Hòa Bình. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Sự nỗ lực trong học tập chính là những yếu tố giúp Tiến đạt được những kết quả cao trong học tập. Thành tích đáng nể của em thể hiện ở ngay bậc học trung học cơ sở, lớp 10, lớp 11 với nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Với tất cả niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng, năm học 2014-2015, tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học, em Nguyễn Việt Tiến đã giành giải nhất, đạt số điểm 38,85 điểm. Bí quyết học tập của em là khi học tập thì là cố gắng nghe thầy cô giáo giảng bài trên lớp để tiếp thu những cái gì mình cho là quan trọng. Sau đó về nhà thì học lại qua một lần và cố gắng làm thêm các bài tập thầy cô giáo giao và những bài tập tìm được ở trên mạng. Tranh thủ tối đa thời gian để học và cố gắng để làm sao cho hiểu hết được các bài mà thầy cô giáo đã giảng trên lớp ạ. Để có những giải cao trong các kỳ thi, ngoài sự nỗ lực của bản thân Tiến, còn có sự nhiệt tình, trách nhiệm và một phương pháp giảng dạy khoa học của các thầy cô giáo trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ. Vì thế, ngay tại những buổi học trên lớp, Tiến luôn cố gắng thu lượm được nhiều kiến thức. Ngay từ năm học đầu tiên bậc học trung học phổ thông, Tiến đã được các thầy cô giáo đánh giá cao. Trong quá trình giảng dạy thì em Tiến là một trong hai học sinh của lớp mà nổi lên được cái ngay từ buổi đầu tiên thầy trò gặp nhau ở chương trình chuyên của lớp 10 là nhận thức rất là nhanh. Và cái tư duy của em thì đôi lúc là tìm được cái vấn đề sáng tạo ở trong cái kiến thức khoa học. Thế thì khi mình nhận thấy vấn đề là em có một cái tư duy rất là nhanh thì đã có một cái kế hoạch dài hạn, đó là báo cáo với nhà trường cùng với cả lãnh đạo sở để có thể đầu tư. Cụ thể là ngoài cái lượng khối lượng kiến thức của học sinh lớp chuyên mà tất cả các em khác đều phải đạt được và đều giao nhiệm vụ cho các em thì những lúc trong hàng tuần và hàng ngày thì mình có thể giao thêm bài cho hai em, đặc biệt là em Tiến. Từ kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2015, em Nguyễn Việt Tiến là một trong hai học sinh ở tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập vào đội dự tuyển Olympic sinh học quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2015. Hai em đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ đạt giải cao ở môn sinh học. Có nhiều cái giải pháp để mà thu hút cái sự hấp dẫn của học sinh trong học tập cũng như là trong giảng dạy để các em phấn khởi, các em tích cực và đem lại những hiệu quả cao. Và nếu em vào dự thi quốc tế thì đấy cũng là niềm vinh dự tự hào của nhà trường, của ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình và đồng thời cũng là cái kết tinh của cái sự chăm lo của Đảng bộ và nhân dân của tỉnh với sự giáo dục đào tạo, đặc biệt là đối với sự giáo dục đào tạo tại trường chuyên của tỉnh nhà. Cơ hội vượt vũ môn ở một kỳ thi cao hơn, đó là dự tuyển Olympic quốc tế đang chờ các em ở phía trước. Việc động viên quan tâm đầu tư chăm lo cho sự học của các em lúc này là điều cần thiết để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới, đem vinh quang về cho giáo dục tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình. Nhắc đến em Nguyễn Việt Tiến, không ai là không biết về đức tính cần cù, chịu khó học tập của em. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ Tiến đang nuôi hai người con ăn học, trong đó người anh đang học đại học. Nhưng thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào việc làm bánh rán và chăn nuôi lợn.